Vậy là chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi thì phiên bản tút tát của một trong những tựa game độc quyền đắt giá nhất của PlayStation 4 là Marvel Spider-Man sẽ bắt đầu cập bến trên PC với muôn vàn cải tiến vô cùng đáng mong đợi. Gần đây, hiện tượng game độc quyền của PlayStation lên PC không còn là hàng hiếm nữa, đặc biệt là với những thành công như là Horizon Zero Dawn, Days Gone và cả God of War. Và thậm chí, Sony còn chơi lớn khi thâu tóm cả Studio Nexus, một studio dành riêng cho việc port game của họ lên PC. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, game còn ngay lập tức nhảy vào danh sách những tựa game bán chạy nhất trên Steam trong một thời gian rất là ngắn, trong khi được công bố trước ngày ra mắt hẳn 3 tháng. Vậy thì từ đâu mà cơn sốt Marvel Spider-Man Remaster trên PC lại hot đến như vậy? Thì sau đây sẽ là một chút chia sẻ và một chút phân tích của Game On. Ok? Game On! Nếu có một đặc điểm gì mà chỉ thương hiệu Spider-Man mới có, đó là sức mạnh thương hiệu khổng lồ của nhân vật này. Từ phim ảnh tới truyện tranh tới game, mỗi lần một sản phẩm bom tấn về anh chàng người nhện thân thiện nhà bên mà ra mắt thì đều tạo một cơn sốt khổng lồ về truyền thông, thu hút sự quan tâm mãnh liệt từ công chúng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các sản phẩm khác về người nhện ra mắt thời điểm đó cũng nhận được những cú hích về độ nổi tiếng và sức hút. Nếu các bạn còn nhớ, Marvel Spider-Man ban đầu cũng nhận được cú hích vì công bố rất gần với thời điểm bộ phim Spider-Man Homecoming được công bố, cụ thể là cuối tháng 6 năm 2016, và chính thức ra mắt chỉ 3 tháng trước khi bộ phim bom tấn Spider-Man Into the Spider-Verse chính thức ra rạp. Phiên bản làm lại cho PC cũng nhận được cú hích tương tự khi sức nóng của bom tấn màn ảnh Spider-Man No Way Home cũng như việc công bố hậu bản game Spider-Man 2 vẫn chưa hạ nhiệt. Đây là hiệu ứng rất riêng mà chỉ thương hiệu Spider-Man mới có, bởi vì hiếm có bất cứ thương hiệu nào có lượng fan trung thành và đông đảo mà có sức hút với nhiều fan mới như vậy. Nếu bạn tìm hiểu bất cứ khảo sát nào về nhân vật Marvel nổi tiếng nhất hay thậm chí là nhân vật truyện tranh nổi tiếng nhất thì anh chàng người nhện sẽ đứng top 1. Thế nên, mỗi khi bom tấn nào liên quan đến người nhện được ra mắt sẽ đều thu hút một lượng chú ý rất lớn từ công chúng, tạo nên hiệu ứng cộng hưởng cho mọi sản phẩm về người nhện phát hành sau đó. Còn về khả năng hút fan mới, việc xây dựng một siêu anh hùng xoay quanh những nhân vật vừa dễ mến vừa dễ gần như là Peter Parker hay là Miles Morales sẽ khiến nhiều người sẵn sàng tiếp cận với thương hiệu và tiêu thụ các văn hóa phẩm về Spider-Man. Cho dù họ có thể chưa biết gì về nhân vật này hết, chính cả cha đẻ của người nhện là Stan Lee và Steve Ditko từng nói rằng họ muốn người nhện trở thành một hình mẫu thân thiện và dễ gần với giới trẻ, cụ thể là với những chàng trai, cô gái đang lạc lối và gặp khó khăn trong cuộc sống. Dù biết bao câu chuyện về Spider-Man đã được kể qua những trang ảnh, trang truyện, khung hình, thước phim, thì kể cả những người đã biết hoặc chưa biết về Spider-Man đều sẵn sàng trải nghiệm một câu chuyện mới về chàng siêu anh hùng quốc dân này. Nhưng nếu chỉ dựa hơi thương hiệu thì chắc chắn sẽ là không đủ. Phiên bản PC của Marvel Spider-Man là một phiên bản remastered, tức là để thu hút người chơi, game phải hay từ trước đã. Và bất cứ ai chơi phiên bản PlayStation đều sẽ đồng ý rằng đây là một trong những tựa game Spider-Man hay nhất từ trước tới nay, nếu không muốn nói là một trong những game hay nhất cả thời điểm đấy. Marvel Spider-Man thời bấy giờ vốn đã nức tiếng vì chất lượng đồ họa vô cùng ấn tượng. Quận Manhattan trong game được tái hiện vô cùng chi tiết với những tòa nhà cao tầng san sát nhau, đường phố náo nhiệt và sống động. Thậm chí, người chơi có thể tận hưởng vẻ đẹp này thông qua những màn đu dây tốc độ cao hoặc chậm lại và xuống đường tương tác với người dân quanh đây. Trải nghiệm mà Marvel Spider-Man mang lại vào năm 2018 thực sự là rất khó quên với người hâm mộ của Spider-Man nói riêng và game thủ nói chung. Chưa bao giờ thế giới của người nhện lại thực và sống tới vậy, cho phép người chơi hòa mình vào đó một cách vô cùng lưu loát và rất dễ dàng. Với nhiều người chơi, phần lớn thời gian họ dành ra chơi game này chỉ để khám phá, ngắm cảnh và trải nghiệm được làm người nhện một cách chân thực và sống động hơn bao giờ hết. Giờ đây, hoặc đúng hơn là vài tuần nữa, người chơi PC sẽ được trải nghiệm toàn bộ sự chân thực và sống động đó và hơn thế nữa. Phiên bản remastered của Marvel Spider-Man giờ đây sẽ hỗ trợ độ phân giải Ultra Wide, bỏ giới hạn số khung hình trên giây, cùng với đó là sự góp mặt của những công nghệ đồ họa tiên tiến nhất như là NVIDIA, DLSS, DLAA và Ray Tracing, đảm bảo cho trải nghiệm người chơi không những đẹp hơn mà còn mượt hơn. Tuy nhiên, đồ họa đẹp và một thế giới sống động chi tiết chỉ là một nửa sự uy tín đến từ tựa game này. Nửa còn lại chính là lối chơi đầy khởi sắc của game, mà trước hết là phải nhắc tới cơ chế leo tường và đu tờ. Nếu các bạn đã chơi tựa game khác gần đây của Insomniac như là Ratchet & Clank hay là Sunset Overdrive thì chắc chắn phải đồng ý rằng hiếm có hãng game nào khác trên thị trường có thể thiết kế chuyển động nhân vật mượt và đã tay như họ. Và Marvel Spider-Man chính xác là sản phẩm để họ phô diễn toàn bộ những kinh nghiệm và kỹ năng đó.
có rất nhiều tinh chỉnh từ lớn tới nhỏ mà Insomniac đã thực hiện để khiến cho việc du hành qua Manhattan dưới tư cách là người nhện trở nên đã tay hơn bao giờ hết. Ví dụ như việc họ cho phép người chơi có thể chuyển tiếp từ việc đu dây qua bám tường, bật tường và nhảy một cách vô cùng lưu loát và chính xác, cũng như một cơ chế đu tơ phỏng theo con lắc vật lý cho phép người chơi bứt tốc, giảm tốc, ôm cua một cách vô cùng chân chu và thỏa mãn. Cơ chế chiến đấu của người nhện cũng được thiết kế xung quanh cũng như là tận dụng tối đa khả năng đặc biệt nhất của nhân vật này là thông qua những đòn đánh cho phép người nhện bay nhảy khắp đấu trường. Cũng như là combo vô cùng đẹp mắt xoay quanh việc phóng tơ và nhào lộn. Nhìn chung, tất cả mọi hành động trong game đều xoay quanh việc nhân vật chính được phép di chuyển một cách tự do. Và sẽ sớm thôi, người chơi trên PC sẽ được trải nghiệm làm người nhện theo cách họ muốn, với muôn vàn phương thức điều khiển, với chuột và bàn phím hay là gamepad đặc thù. Tuy nhiên, người chơi trung thành với PlayStation vẫn sẽ được trải nghiệm toàn bộ những tính năng của game trên PS4. Việc game trên PC cũng đồng nghĩa với việc game sẽ được cộng đồng mod mổ xẻ thêm bớt để nâng tầm trải nghiệm còn cao hơn nữa. Chắc chắn không sớm thì muộn, những nhân vật hay là trang phục huyền thoại chưa được xuất hiện trong bản gốc cũng sẽ có mặt trên bản PC của game. Và thậm chí, game có khả năng chịu chung số phận với cả Final Fantasy 7 ấy. Các ông biết ý tôi là gì đúng không? Những tiện lợi trên PC này chính là lý do vì sao phiên bản PC của game được săn đón nhiều đến như vậy. Nhưng tuy nhiên, chúng ta vẫn còn một lý do nữa, và đó chính là tiền lệ tốt cho Sony. Tất nhiên, Marvel Spider-Man không phải là game độc quyền PlayStation đầu tiên đặt chân lên nền tảng PC. Nhưng so với những người tiền nhiệm thì Marvel Spider-Man đang là sản phẩm nóng nhất từ trước tới nay. Và đây sẽ tiếp tục là tiền lệ tốt để Sony mang thêm những game độc quyền lên PC. Và dù lý do này có vẻ nhỏ hơn so với hai lý do trên, nhưng cũng đáng được nhắc tới. Có thể nhiều bạn ở đây biết rồi, nhưng phải nhắc lại, việc port game tốn rất nhiều thời gian và công sức, đặc biệt là với những sản phẩm độc quyền trên một hệ máy nhất định. Khác với những tựa game đa nền, những tựa game độc quyền được phát triển tập trung chỉ để chạy sao cho hiệu quả nhất trên một hệ máy, một hệ điều hành duy nhất. Vậy nên, nhiều khi bản port của những game độc quyền phải đi ngược từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, chỉ để có thể chạy trên nền tảng khác. Thay vì có những hệ thống mẫu được phát triển song song với nhau mà bất cứ sự cầu thả nhỏ nào cũng dẫn tới thảm họa như là Arkham Knight for PC không một ai là quên được cơn ung thư đấy. Tốn thời gian, công sức và tiền bạc như vậy, nếu mà những sản phẩm này không thành công sẽ khiến cho Sony nhụt chí. Thế nên, với nhiều người chơi, họ cho rằng việc chào đón và hưởng ứng các bản port của tựa game mà bản thân họ có thể không cảm thấy hứng thú vẫn có khả năng tạo tiền lệ tốt cho Sony để mang những tựa game mà họ yêu thích lên PC. Có thể thấy là dạo này Sony có vẻ niềm nở hơn với thị trường PC rồi. Ban đầu là vì thành công vang dội của Microsoft khi đưa rất nhiều các thương hiệu độc quyền khét tiếng của hãng lên PC. Sony vì vậy cũng tiếp bước, ban đầu có phần dè dặt hơn, nhưng sau những thành công vô cùng lớn, hãng trở nên tự tin hơn và thậm chí thâu tóm cả Nexus, một studio chuyên đưa game lên các nền tảng khác. Cũng dễ hiểu thôi, vì game thủ luôn đón nhận những bản port này với thái độ rất tích cực, từ Horizon Zero Dawn tới God of War, mỗi lần bản PC được công bố và ra mắt, chúng đều trở thành tâm điểm của sự bàn tán của các diễn đàn game lớn nhỏ và hệ quả là đứng chém chệ trên danh sách bestseller của Steam. Một phần vì những bản port này nhìn chung rất chỉnh chu và tối ưu tốt, khiến cho người chơi thỏa sức tùy chỉnh trải nghiệm và chất lượng đồ họa của mình. Phần còn lại vì được củng cố về uy tín. Về cơ bản, đây là những tựa game đã hay sẵn và rất đáng chơi rồi, khiến anh em PC thèm khát suốt bao nhiêu năm nay và giờ đây cuối cùng cũng được chạm tay tới. Bất luận là gì, mỗi bản port khi được ra mắt đều được hưởng ứng và thành công về mặt doanh thu đều trở thành những tiền lệ tốt để Sony được tự tin hơn cho những tựa game khác như là Bloodborne, Ratchet & Clank, Ghost of Tsushima và tất cả những game còn lại đều lên PC, đặc biệt là Bloodborne nhá. Bloodborne lên PC đi làm ơn, come on! Vì những lý do vừa kể trên, phiên bản PC của Marvel Spider-Man Remaster thu hút được cả những người vốn không phải là fan của anh chàng người nhện thân thiện, tạo nên một tam giác hoàn hảo vì phiên bản PC của game giờ đây thu hút cả dân sành game lẫn không sành game, fan người nhện lẫn không phải fan người nhện, tất cả hợp thể tạo thành một sức hút đặc biệt lớn so với những bản port trước đó. Còn bạn thì sao? Bạn có mong muốn đợi phiên bản PC của Marvel Spider-Man không? Nếu có, thì bạn mong đợi vì lý do gì? Hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận bên dưới nhé! Và vừa rồi là những chia sẻ của Gameon về lý do vì sao mà Marvel Spider-Man Remaster phiên bản PC là một trong những tựa game được đón chờ nhất. Các bạn thì sao? Các bạn có chờ game này ra mắt không? Ngay cả khi các bạn đã biết toàn bộ câu chuyện của game khi
Vài năm trước người ta chơi hết trên PlayStation rồi. Hãy chia sẻ với chúng mình trong phần bình luận bên dưới. Và nếu các bạn thích video này, đừng quên bấm like, subscribe cho Game On và đừng quên nút chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong lần gần nhất. Peace.